Xin chào cả nhà. Sáng nay mình mua được một mớ tép rong nha cả nhà. Đây, tuy nó còn bé bé vậy nó nhưng mà nó bổ sung canxi cũng nhiều cho cơ thể mình. Có những con nó còn sống nè. Đã thấy cưng chưa? Đây, hôm nay mình sẽ làm món chiên. Mình chiên với bột chiên giòn nè, cuốn bánh tráng với lại bún và rau sống. Rồi, xin mời cả nhà cùng vào bếp làm với mình khi yêu thích cái món chả tép rong chiên giòn với mình nha. Rồi, xin mời. Mình cắt nguyên một bọc bột rồi mình đổ vô nha cả nhà. Đây là 150ml, 150g. Mình cho 200ml trước. Rồi quậy đều. Khi nào mà cả nhà mình muốn ăn cho nó cái miếng chả nó đặc á thì mình theo cái lượng này, nghĩa là 150g với 200ml nước. Còn nhà mình thì không, mình ăn cho nó mỏng mỏng cái miếng này, cho nó giòn ha, thì mình để 300ml nước đi, thêm 100 nữa. Muốn cho cái miếng chả nó giòn thì mình cho miếng chả nó mỏng ra thì nó sẽ giòn. Rồi, ở đây là 150g bột ha, với lại 300ml nước. Rồi, mình để ở đây cho nó dậy bột. Bột mình pha xong mình để nghỉ một hồi, bây giờ mình để tép rong vô nha cả nhà. Mình không có để hết, để một mớ thôi. Chảo dầu của mình đã nóng rồi, bây giờ mình cho bột vô nha. Rồi, bên đây là chè đậu xanh. Kẹo đậu xanh hột nha. Mình nấu với lại phổ tai. Mình đã sắt xong rồi. Nấm mèo bà xã ơi. Nấu với nấm mèo. Và bên đây có một miếng đường phèn nữa. Mình vớt bọt cho nó sạch nha. Mình để lửa kêu kêu cho nó chín mềm nó mới ngon. Để lửa mạnh nó không ngon.
đậu nó nở đều rồi, bây giờ mình để nấm mèo vô. Mình để đường phèn vô nha cả nhà. Mình chừa lên chút coi, khi nào mà nó ngọt quá rồi thôi, còn nó chưa ngọt thì mình để vô thêm. Ở đây mình không có liều lượng, mình nấu một chút xíu cho ông xã ăn nè, món này ông xã yêu thích lắm. Đậu nó nở rồi đó ha, mình để lửa dao nhỏ cho nó nguôi nguôi. Bên đây chả cũng gọn luôn đó nha. Mình kêu mình để bột nó lỏng lỏng thì nó sẽ giòn cái miếng chả hơn, rồi tép nó cũng bớt lại. Mình để bột nhiều quá tép nó dày thì nó miếng chả nó không có gì giòn. Rồi nồi chè của mình nó chín rồi nè cả nhà, ngon quá. Bên đây thì chả mình cũng chiên sắc sữa xong luôn. Chả tép rong của mình đã chiên xong nè cả nhà. Đó, miếng nào miếng nấy giòn ngon lắm nha. Bây giờ mình cuốn với rau nè, chấm nước mắm chua ngọt nè. Còn bên đây thì mình có chè. Chè đây. Chè gì? Chè, chè đậu xanh. Đậu xanh. Chè hột, đậu, đậu xanh hột. Với lại củ tai. Nấm mèo. Nấm mèo. Nấu với đường phèn. Rồi xin mời. Rồi cho xà lách vô nha. Cho dấp cá, mình ăn rau dấp cá. Dưa leo. Chút xíu bún. Giờ thấy là thèm liền. Giờ mà thấy mắt đói bụng. Đây. Mà cũng đói bụng thiệt. Giờ này cũng hơi bị trưa rồi, chiên nó hơi chậm chậm. À, rồi quên bún. Rồi, miếng này đi. Cái giòn cái mình cuốn nó lại, cái nó rốt 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 luôn. Rồi. Rồi, xin mời. Xin mời nha. Giòn gụm. Rạo rạo luôn. Đang đói bụng nữa. Chiên vừa xong. Món này ăn tay luôn. Chiên liền liền khỏi chè ha. Chiên vừa xong cái ăn liền nó quá trời giòn. Nói chung là cái gì cũng vậy, để ngồi là hết giòn mà. Đó là đầm to, nó hơi nồng. Bằng bự nó hơi nồng. Sao
Cà rách này nó nhỏ nhỏ thì ăn nó ngon nè. Cho miếng bún vô đây. Nhiều một miếng luôn mà nghe nó chịu. Bẻ lại kêu rút rút rút. Đây là một miếng luôn nha. Rồi. Rồi đã. Cái bánh trên kia nó dày quá. Bữa nay ông xã thèm, thấy đi chợ thấy tép bán, cũng là ông xã gợi ý làm món này nữa, ăn nữa, không có ngán. Món này ăn là gì? Cái trong bột nó chỉ mình á, là chỉ khi nào mình làm cái gì mình nhúng vô thôi. Còn mình chiên mình phải làm để cái nước loãng hơn, để cái nước gấp đôi luôn. Để vào lúc mình chiên á, bột nó mỏng ra, à. Mỏng ra nó mới giòn nữa. Ngon quá. Nãy quên để dưa leo. Rồi lấy ăn đỡ. Dưa leo. Có dưa leo ăn vô nó mới mát. Giặt cá. Bún. Rồi chả nguyên miếng luôn. Phải nói mình chiên chỗ này ngon nè. Bóng 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 ăn cái kia nó không. Nói chung mà bột cái dày bánh nó cũng đã. Bóng bóng nó giòn. Uống miếng nước. Bữa nay mình uống chanh dây nha cả nhà. Rồi, cuốn thứ ba. Quá ngon. Uống dưa leo. Có dưa leo vô nó meo mát. Chiều nay cháu nội em qua nó phá rồi. Một miếng nữa. Giờ bóc đi. Để ăn không miếng. Ăn tới đâu giòn tan tới đó. Bột này người ta nêm sẵn là gia vị hết rồi đó. Mình thử mình ăn, mình chiên mình không có để gì thêm hết. Mình cứ pha bột mình làm tới. Để mà nó cũng vừa ăn á. Hoặc mình chấm nước mắm là nó có độ mặn luôn. Ăn không không cần chấm nước mắm. Trời luôn. Giòn, từ giòn tới giòn. Mấy tép nó tuy nhỏ chứ nó có rõ nè cả nhà. Cái lượng canxi nó cao lắm đó. Mình ăn cũng vừa ngon.
vừa bổ sung canxi cho cơ thể luôn. Ăn tạm nguyên con phải bỏ gì hết. Cái độ nó canxi cao hơn cua nữa. Này làm đem ra mấy mấy anh nhậu, mấy anh làm uống bia là quá Phái mà quá phái luôn, không còn gì bằng. mình bây giờ đây mình cần cái nạp cái canxi cho nhiều, thử mình tập thể dục chứ mình mặc áo vậy nè cả nhà, mặc áo vậy đó. Hồi mới đi ra 5 giờ đi ra thì trời lạnh nha, mình hồi tới 6 giờ là nắng lên đó là vừa, là mình cũng phơi phơi lưng cằn cổ nữa tay nữa đó. Rồi mình bổ sung vô cái canxi từ tôm, từ hải sản. Hải sản thì trái cây nữa. Trái cây thì mình cũng thường ăn đu đủ nè. Cam quýt nữa. Đặc biệt là lúc nào cũng có dễ chuối. Cái lượng canxi nó dung nạp vô, mình đỡ uống thuốc. Bây giờ phải ăn cho mát thì mình có chè đậu xanh. Đây, xin mời cả nhà những chè đậu xanh với vợ chồng mình. Ăn cái này ăn chè đậu xanh cho nó ngọt. Em để đường nhạt nhạt cho vừa Vậy ăn. mới ngon. Vừa không? Được rồi. Ngon quá. Chiên nhiều quá. Tổng cộng là 200 g con tép rong mà hai bọc bột luôn nha. Em để tép nó rải rác, không có để dùng cục nhưng mà lần nó mềm mụn mà không ngon. Để gay gắt thì nó ăn nó giòn. Rồi. Bữa bữa ăn của hai vợ chồng mình xong rồi đó cả nhà. Rất cảm ơn cả nhà đã ghé xem video nha. Chúc cả nhà mình sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Rồi hẹn video sau. Xin Hẹn chào. gặp lại.